Tức là trước kia cả tháng không động vào được. Cả tháng, 2 tháng không động một cái quả đất thường là 1 tháng. Nhưng đến bây giờ này, bắt đầu có thể này. Nói một ngày thì không phải, nhưng mà 2-3 ngày. Nhưng mà như vẫn cứ nó cũng có thể lên được. Đấy là cái nói đúng về cái đó về tây à, nói là về chữa bệnh thì là nói thẳng là nó vẫn lên bình thường. Nhưng mình chỉ có sức khỏe mình cảm giác mình không ấy thôi, mình hoạt động thôi. Nhưng trước kia thì đúng là cả tháng coi nó không, nó như tàu tổng một thối thôi, không động cửa gì cả, kể cả ngủ kể từ sáng. Là anh bị bao nhiêu năm anh nói em phải như vậy, phải 4-5 năm gì đấy. Đi Việt Đức cũng đi rồi, vào Nam Khoa cũng vào rồi, chữa rồi các loại thuốc, dọc két về game, dọc két 1 giờ với Alipad các thứ này, coi như mách cái gì ấy, cái đấy quảng cáo cái gì dùng cái đấy mà không tác dụng, không hiệu quả gì hết. Mà làm về làm 6 vùng bạch huyết này, tức là đi đi khám rồi này, máy móc súng ống không vấn đề gì hết, không sao gì hết. Vâng, mà về uống thuốc thì uống xong là cũng đã xong. Lúc uống thì thấy cảm thấy hưng phấn đi, nhưng mà lúc sau thuốc cũng chẳng cái gì cả. Mà sau này rocket cái loại 1 giờ em chơi cho 3 viên cũng chẳng thấy cái gì cả. Mà trong cái đó người uống 1 viên thì mình chơi 3 viên cũng cái gì. Nó học diễn trần anh làm cái gì? Diễn trần em ra làm 6 vùng bạch huyết này. Để với thở được âm dương này. Đấy, 6 vùng bạch huyết thở âm dương thế thôi. 6 vùng bạch huyết thở âm dương khí công đường dương. Đấy. Thì bao lâu có tác dụng? Thì nó khoảng em thấy cảm thấy là khoảng độ có 2 tuần, hơn 2 tuần. Tuần. Ừ. Từ khi anh học mà em đến giờ là bao lâu rồi nhỉ? Từ cái đợt nó khóa tháng 6 rồi, tháng 6 bây giờ là tháng 9, tức là 3 tháng rồi. Mà đến bây giờ nó thấy nó coi như cảm nhận là nó thật là thấy hiệu quả tốt. Trước kia là cứ vì sao mình không phải là vì cái mình cũng băn khoăn là cái bệnh, mà thực tế là cái gốc bệnh nó từ đâu mình cũng không biết. Vì trong cơ thể người mình có lý do gì thì mình mới bị bệnh, nó bị ở chỗ nào thì mới bệnh, vì chứng tỏ là mình bị bệnh gì đấy thì nó mới như vậy. Nhưng mà tất cả nó là cái tâm sinh lý, thì tâm sinh lý thì nó cái gì đâu, nó là có đầu vào có đầu ra. Thì nó cái đấy không phải là bỏ cái vì lý do là mình cái chuyện tế nhị đấy khác, nhưng mà đến là cái sức khỏe của mình nó có bị thận, có thể là có vấn đề, hoặc là tim gan thì mình có vấn đề thì nó mới sinh ra cái đấy. Cuối cùng đến bây giờ là thấy hiệu quả. Tức là bây giờ là 2-3 ngày là ổn. Vâng. Thế là tốt quá rồi, thế là bình thường rồi. Vâng, bây giờ là bình thường, nhưng mà có thể mình 2-3 ngày mình vẫn có thể được, nhưng mà có thể là vẫn cứ dạy bình thường. Tức là bây giờ nó theo ý mình rồi. Không, nó cũng chưa theo ý, nhưng mà nghỉ ngơi là nó sẽ ấy thôi. Ví dụ như cả ngày lao động thì nó không có gì hết. Nếu nghỉ ngơi ra thì nó mới ấy. Ví dụ như mình nghỉ ngơi là ấy được. Còn trước kia thì kể cả nghỉ thế nghỉ nữa thì cũng lại tàu tổng thối sao ý vậy. Kể cả cả tháng cả năm chả động cái gì nữa cũng không thấy. Kể cả mình cứ muốn đi nữa cũng không được. Muốn không được. Đấy. Đấy là cái bây giờ muốn là được rồi. Muốn là được rồi. Muốn là được mấy được. Thế là ngon rồi, chúc mừng anh.